chùa mà còn kết hợp thờ các vị thần, các vị anh hùng dân tộc. À, khi mà các anh chị đi chùa thì các anh chị thấy trong rất nhiều ngôi chùa có các pho tượng, có các tên gọi như là Phật Pháp Vân, Phật Pháp Vũ, Phật Pháp Lôi, Phật Pháp Điện. Thực chất đó chính là bốn vị thần mây mưa sấm chớp được người Việt thờ rất là phổ biến ở trong miếu và được Phật hóa thành các tên gọi như vậy để thờ ở trong chùa. À, chính sự kết hợp như vậy mà Phật giáo Đại thừa đã trường tồn phát triển cùng với lịch sử của dân tộc Việt Nam. À, và như các anh chị quan sát thấy thì phía trước cửa chùa Thiên Quang còn có một cây vạn tuế rất là đặc biệt. Cây vạn tuế này có 3 ngọn và có tuổi gần 800 năm. À, và cây vạn tuế cũng gắn liền với một sự kiện lịch sử rất là trọng đại. Đó là lần đầu tiên khi Bác Hồ về thăm Đền Hùng ngày 19 tháng 9 năm 1954 thì người đã ngồi ở dưới gốc cây vạn tuế này để nghe đồng chí Thanh Quản, Chánh Văn phòng Quân ủy Trung ương và đồng chí Song Hào, Chính ủy Đại đoàn quân Tiên Phong báo cáo với Bác về tình hình của đại đoàn và bàn về kế hoạch tiếp quản thủ đô Hà Nội sau chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954. À, như vậy thì cây vạn tuế này cũng đã gắn liền với đã chứng kiến rất nhiều những biến cố thăng trầm của lịch sử cũng như gắn liền với một sự kiện lịch sử vô cùng trọng đại. À, chính bởi vậy mà con cháu người Việt khi mà về Đền Hùng thì vẫn thường chụp ảnh lưu niệm ở cây vạn tuế này cũng như là đến chùa để cầu Phật ban bình an, ban phúc lành cho bản thân và gia đình. À, bây giờ thì các anh chị có thể thắp hương, sau đó vào bên trong chùa chúng ta làm lễ và tham quan các pho tượng Phật ở bên trong chùa. Hiện nay ở bên trong chùa có hơn 30 pho tượng Phật được làm bằng gỗ